Nhớ lắm, cây viết Pilot của tôi ngày xưa. Cây viết máy Pilot đầu đời của tôi có được vào năm học lớp đệ thất, cộng chung với tiền bỏ ống heo của má và bà nội thưởng cho. Đó là một cây Pilot nắp kim loại vàng sáng bóng, thân màu xanh lá cây, ngòi cũng màu vàng, viết im, mực ra rất đều, khi viết ra được cả nét thanh nét đậm. Thật đáng tự hào, hãnh diện khi cầm cây viết đó trong tay mình. Trong lớp cũng có vài đứa được gia đình sắm cho những cây viết xịn như Montblanc, Parker, Pilot, mà bao đứa khác đều thèm thuồng mơ ước. Cây viết máy đã giúp cho tôi chấm dứt đau khổ trong những năm tiểu học với cây viết mực ngòi lá tre, ngòi bút lá bầu. Chấm hết mực tím không biết bao nhiêu cái bình miệng tròn cuốn quặn, lúc nào cũng lem lút mấy đầu ngón tay, nhất là cục chai sằng như đầu đũa nổi lên trên ngón tay phải ở giữa. Lên đại thất, cây viết máy Pilot đã giúp tôi rất nhiều. Nét nhỏ, mực ra đều, viết tập im, không còn chấm mực khi viết được 2-3 chữ. Những cuốn tập chép vào làm bài có cái bìa con nai ngơ ngác, được sạch sẽ hơn hẳn. Sáng sớm trước khi đi học, tôi bơm đầy ống mực, mà khi tan trường về nhà, mực cũng vẫn còn ít hơn nửa ống. Mỗi khi viết bài hay làm toán xong, tôi nhẹ nhàng đóng nắp lại, cố gắng không cho nó phát ra tiếng động vì sợ mòn. Cái ngòi xinh xắn, hao hao hình thôi, màu vàng chói, luôn được giữ gìn cẩn thận. Chưa một lần nào tôi để rớt xuống mặt gạch của lớp sẽ bị tè đi. Ngày đó, tôi sợ nó viết rớt ra thì mất. Lúc nào tôi cũng vắt hết trên cái túi áo cho chắc ăn. Mà còn có cái mốt cài bút vào khuy áo cho quay nữa đó. Mà khoe của nữa chứ gì đâu. Giờ chơi, chạy nhảy nô đùa, thỉnh thoảng cũng phải đưa tay rờ ngực xem có còn nó hay chỉ còn mỗi cái nắp. Ngày chủ nhật nghỉ học, tôi lấy vải vụn, nước ấm rồi tháo từng bộ phận của cây viết ra, xúc rửa cho thật sạch. Còn chờ chị đang cho một chiếc túi nhỏ bằng len, phía trên miệng có một sợi dây, bỏ cây viết vào là rút dây mang theo trong tay. Cây viết Pilot, nó theo tôi mọi nơi, mọi lúc, trong lớp, trong sân trường, lúc học cũng như lúc vui đùa. Gọi là viết máy, nhưng có thấy máy móc gì đâu. Nhưng cũng phải công nhận, một là cây viết rất tốt, được chế tạo thật đẹp và chính xác, bảo đảm độ bền, độ trơn, ra mực đều. Mà quan trọng nhất của cây viết chính là cái ngòi. Cái ngòi là thép mạ vàng, mặt vàng tây, vàng 10K hay 14K, nên nó lại mắc tiền hơn đồng loại. Sau này, khi lên lớp đệ ngũ, hỏi người lớn về nguồn gốc của cây Pilot mới biết. Pilot có nghĩa như là một người hướng dẫn, điều khiển, thuyền trưởng của một con tàu lớn với mục tiêu vươn ra biển khơi. Nó còn mang ý nghĩa thành công như bay cao, bay xa. Biểu tượng của nhãn hiệu viết Pilot là một chiếc phao tượng trưng cho tinh thần đoàn kết vượt khó dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, nó còn hàm ý thể hiện tình bạn giữa Ryosuke và Marshall, đó là cha đẻ của nhãn hiệu này. Tôi nhớ cây viết máy Pilot của tôi đã từng làm chủ trong suốt mấy năm liền. Chiều nay hè trở về đây, phương thắm ơi phương thắm rơi đây, lại cách xa nhau 90 ngày hay là một thế kỷ dài mà lòng ai đang khóc ai. Một ngày nào mình mới gặp nhau, phương đã phai về trắng du sầu, tà áo xưa nay vẫn tươi màu,
sân trường rũ bóng âu sầu, khóc đời chia rẽ tình sâu. Mai đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Đời trai chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiền là cô. Sầu rơi tan tác người ơi, giờ phút chia tay đến nơi rồi, ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng tôi. Ngày nào mình mới gặp nhau, vương đã phai về chẳng du sầu. Tà áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rũ bóng âu sầu, khóc đời chia rẽ tình sâu. Mai đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Đời trai chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiền là cô. Nhạc sầu rơi tan tác người ơi, giờ phút chia tay đến nơi rồi, ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng. Hoài niệm về bút viết ngày xưa, bút viết lá tre, lá mít cùng những buổi cập dê. Ngày xưa đi học còn nhiều thiếu thốn, không như bọn trẻ bây giờ đầy đủ mọi thứ. Từ lớp 5 đến lớp 2 phải dùng bút chấm mực được làm thủ công. Ngồi sát chấm mực từng nét viết chưa đủ tốt, nên khi viết rất dễ bị lem ra giấy. Ngồi viết thở đó có nhiều cái tên gọi rất vui, như lá tre, lá mít. Đặc biệt trong các loại bút lại có cây viết rong, được dùng chỉ để ghi ngày tháng, tựa bài cho trang trọng, đẹp mắt mà thôi. Bút lá tre là dạng bút dùng để luyện chữ dành cho trẻ nhỏ, tương tự như một loại bút máy được gắn thêm ruột bơm. Loại bút này sử dụng ngòi lá tre tạo nên các đường nét dày mỏng theo độ ấn tay của người viết, nên mang lại hiệu quả bất ngờ trong quá trình luyện chữ cho những cậu bé học trò.
so với búp lá tre ngày xưa. Búp lá tre ngày nay được tận hưởng nhiều công nghệ tiên tiến hơn, nên được thiết kế hoàn hảo và đẹp mắt hơn. Ngày đó, các nhà sản xuất búp đều khuyến người dùng không được nên sử dụng mực ngoài, vì sợ mực kém chất lượng, có cặn hoặc dễ khô, có thể làm búp bị tắc mực, hoen gỉ, hoặc có thể nặng hơn là hư búp. Hình ảnh những cậu bé học trò, một tay cắp cặp, một tay cầm theo lọ mực, tung tăng tới trường. Lỡ không may, mực phùng lên văng đầy người và quần áo, trông thật tội nghiệp. Trong cặp tôi, lúc nào cũng có ít nhất một cán viết và ngòi để dự phòng. Lỡ những lúc như bút có rơi xuống nền bị tè ngòi, thì còn có cái mà thay thế. Trên bàn học, lọ mực luôn được để ngay ngắn ở một góc trước tay phải hoặc tay thuận cầm viết để tiện cho việc chấm mực. Cứ viết được 1 đến 2 chữ thì lại chấm mực một lần rồi lại viết tiếp. Ngòi bút được làm bằng sắt hoặc đồng, tùy theo loại khác nhau. Có những chữ đang viết dở thì hết mực lại phải chấm rồi viết tiếp, nên nhiều khi nét cuối của chữ lại thành nét đậm. Đôi khi lóng ngóng làm đổ bình mực có thể dễ dàng lan ra cả bàn, ngay vào cuốn vở, và nhiều khi còn bắn lên cả quần áo. Ôi, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò ngày xưa. Ngồi viết khó rèn cho những cô cậu học sinh đức tính cẩn thận, nắn nót. Viết chậm từng chữ, làm sao để chữ đẹp nhất, mực không bị lem ra vỡ hay lem ra quần áo, tay chân. Nhìn lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Mực được bày bán trong các tiệm tạp hóa với những cục mực khô nho nhỏ hay mực được pha sẵn nước. Tuổi học trò nghịch ngợm, đôi khi lấy trái mồng tơi dập nát, lấy nước màu của mồng tơi thay mực, rồi viết thử, để rồi mực mồng tơi lem ra cả giấy, hỏng hết cả trang vở. Nhưng thật thú vị, nhớ lại lúc xưa vẫn còn cười tủm tỉm. Thọ đó, đứa nào đứa nấy đều bị chai sẵn phía trong ngón tay giữa cạnh ngòi bút, đã hằn sâu trong thời gian dài học trong lớp. Bút viết từng chữ nên phải viết chậm. Học sinh thời đó, để viết được một trang giấy đẹp là cả một quá trình cực khổ. Ấy vậy mà bao nhiêu con người tài giỏi được rèn luyện ra từ đó. Ngày đó, luôn được thầy cô dạy nét chữ là nét người. Luyện viết làm sao cho con chữ nó phải tròn đẹp, vở phải sạch sẽ, gọn gàng. Sang lớp nhất, thầy cô giáo giảng bài nhanh hơn, kiến thức nhiều hơn, nên bút máy được mang ra sử dụng thay thế cho bút lá tre, để có thể viết kịp bài. Với bút viết lá tre ngày xưa, bài vở của học trò luôn được thầy cô cho điểm cao. Khi được hỏi vì sao, thì những người lớn đều trả lời nhờ vào viết lá tre. Thọ đó, cứ nghĩ là câu động viên giúp chúng ta cùng cố gắng trong những thời điểm còn khó khăn. Ấy vậy mà thực ra không phải là câu động viên. Bút viết lá tre ngày xưa viết chữ rất đẹp. Không hiểu vì sao, có thể do bút làm ta trở nên cẩn thận, nắn nót, nên từng chữ viết ra đều trở nên đẹp hơn so với những cây bút thường. Phần mũi mỗi cây bút viết lá tre, lá mít trong ngày xưa đều có độ nhám để tạo lực bám, không trơn trượt như bút bi ngày nay. Còn nhận xét về độ sắc nét trong chữ viết thì rõ ràng các cây viết ngày nay không thể nào so sánh với cây viết lá tre ngày xưa. Tuy nhiên, để sử dụng cây bút lá tre, lá mít đòi hỏi người sử dụng phải hết sức khéo léo, tỉ mỉ từng chút và cần thêm một chút nhẫn nại. Khi sử dụng viết lá tre, chúng ta có thể thoải mái điều chỉnh từng nét mực, nhầy mỏng khác nhau, theo chữ viết hoặc theo sở thích của mình. Đây cũng là điểm khác biệt tạo nên thế mạnh riêng của bút lá tre so với những cây viết khác. Viết trên bút lá tre đôi khi có chút bất tiện, nhưng cũng nhờ đó mà trẻ nhỏ ngày nào có những đức tính cẩn trọng, nhẫn nại và khéo léo. Sau này, khi trải qua nhiều lần cải tiến, bút viết lá tre đã khắc phục được hoàn toàn những hạn chế trên, nên hầu như bút đã thích ứng được các loại mực có sẵn ở trên thị trường, khiến cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận với mực hơn. Cải tiến luôn luôn giúp sản phẩm trở nên tốt hơn, khắc phục được những yếu điểm trước kia, nhưng giữ lại những nét đẹp thuở ban đầu. Đó lại là một điều rất đáng quý. Đối với nhiều người,
búp lá tre như cả một bầu trời ký ức thuở học trò. Các trường trung học được xây cất tại nhiều nơi để đủ chỗ cho các học sinh đến thụ huấn. Bậc tiểu học cũng được mở mang và chăm sóc kỹ càng để đào tạo các học sinh ngay từ ngày bắt đầu cấp sách đến trường có một căn bản vững chắc để sau này theo học bậc trung học. Ngoài phần đức dục, trí dục, các em học sinh còn được rèn luyện cả phần thể dục để có đủ sức khỏe theo đuổi việc học hành. Các cơ sở thanh niên thao trong tỉnh cũng được mở mang nhằm đào tạo một thế hệ thanh niên hùng mạnh. Màu tím.
trên mái chiên. Trên bãi chiến